Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Ngọc Anh Nemo của mình nhé. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia một dự án có tên là Breath Round 2 nha bạn. Mình sẽ nhận được 111 token có kỳ hiệu là BRRR nữa bạn. Thì dự án này nó sẽ kingdom cho 450 người may mắn nha các bạn. Một dự án có khá là nhiều đối tác luôn nha các bạn. Bất cơ của nó nè các bạn. Rồi thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần click link mô tả dưới video mà tôi làm tắt chatbot nữa. Rồi nhiệm vụ đầu tiên bạn follow tờ Twitter nè các bạn. Và retweet bot. Tờ retweet bot chứ. Rồi các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi sau đó thì các bạn like đi các bạn. Các bạn tờ retweet là bây giờ game nha các bạn. Rồi sau đó các bạn subscribe kênh YouTube này bằng Discord mình vô sau nha các bạn. Rồi tiếp tục follow kênh partner nữa nè các bạn. Đây nè các bạn, bên này nè các bạn. Dự án này sẽ list lên sàn MSC nha các bạn. Dự án khá là tiềm năng. Rồi. Tiếp tục các bạn join kênh channel nữa nè các bạn. Join kênh group nè. Rồi các bạn join hết tất cả các trang mạng xã hội của nó nha các bạn. Rồi các bạn nút chat nè các bạn. Rồi bấm join này rớt nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn bấm vào submit detail nè các bạn. Bấm done. Mình kiểm tra là mình đã join chưa, join xong bấm done nha các bạn. Rồi tiếp tục submit đường link vào profile tại Twitter nè các bạn. Để mình thoát ra mình mở tờ Twitter lại các bạn. Vì đâu mà mắt mình đào lại vòng vòng quay ta. Rồi nhấp anh ta nhấp vào mục sơ nè các bạn. Nhấp ba gạch cùng nhấp vào chia sẻ nè. Sau đó các bạn sao chép liên kết lại cho bot nè. Rồi sau đó các bạn chọn chào Discord, gửi lại username Discord nha các bạn. Rồi trên Discord thì các bạn bấm vào một verify here nha các bạn. Sao máy của mình nó không có mạng lót yếu quá các bạn. Rồi các bạn chat một câu đi các bạn. Hi đi các bạn. Để nó chép mình không phải là người máy nha các bạn. Rồi sau đó bạn bắt up rồi các bạn. Rồi sau đó bạn gửi là username Discord mình nha các bạn. Username trong cái avatar của mình nha các bạn. Rồi tiếp tục subscribe kênh channel YouTube của nó nè. Rồi mình đã đăng ký rồi. Thứ hai thì các bạn like share video nữa nè. Đăng ký hai kênh này rớt nó nha các bạn. Like share video nè. Rồi các bạn like nè, các bạn chia sẻ lên Twitter nha các bạn. Giờ bạn bấm đăng test nè. Rồi sau đó bạn bấm up lên nè. Bạn bấm vào gửi channel link kênh YouTube của mình hoặc là username nha các bạn. Thì mình khuyên các bạn nên gửi channel link nha các bạn. Thì bạn nhấp vào kênh của bạn, nhấp ba kênh cùng, nhấp vào chia sẻ. Sau đó các bạn sao chép liên kết gửi lại cho bot. Rồi, sau đó thì các bạn submit địa chỉ BNB sở má trên BET20 trên di chocolate cho các bạn hoặc là MetaMask nha các bạn. Sao chép gửi lại cho bot. Rồi sau đó các bạn join vào kênh channel của nó, join xong bấm done. Tiếp tục submit link retweet address nè. Rồi thì bấm mở tờ Twitter cho các bạn ra nha các bạn. Rồi các bạn chia sẻ cái bài này nha các bạn. Rồi bạn sẽ chép liên kết gửi lại cho bot nè. Rồi sau đó các bạn join vào ba kênh group của nó nha bạn. Kênh 1, kênh 2, kênh 3 luôn nè. And full này thôi nha các bạn, bấm balance đi chết số cao mà kiếm được nữa các bạn. Ok, mình đã nhận được 111 token có nghĩa là BRR nè các bạn. Thì các bạn việc lên ghép chia sẻ trong bè nhà người thân để tăng để tham gia top ghép nha các bạn. Rồi, vậy video của mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video mới nhất từ mình nhé.